chào các bạn, mình là Subi đây. Hôm nay mình sẽ làm video với thử thách của bạn có tên là Hải Lửa Chùa, đó chính là thách Subi chỉ dùng súng trong thính của từ chiến lời tốt. Ui, nghe có vẻ căng thẳng nhở? Là gì đấy? Bởi vì là thính mình muốn nhặt thì team địch là cũng muốn nhặt đấy các bạn ơi, thế nên là phải tranh nhau thính ấy. Ui, ok luôn, nói chung là phải thử mới được đúng nào, không biết là dễ hay khó. Nói chung là bây giờ là mình sẽ vào trận để trải nghiệm thử nha các bạn ơi. Ok, let's go. Ok, mình đã vào trận các bạn ơi, và ở round đầu là không có súng không thính ấy, thế nên là mình sẽ lên thính nhận lưỡi hái nha. Ok, hãy coi như lưỡi hái là súng đi nhở. Đi cái ấy. Ừ, nó cũng có công dụng mà các bạn ơi. Nói chung là nhặt đồ trong thính các bạn ơi. Còn về súng là mình sẽ không mua đâu nha các bạn. Mình sẽ chỉ được mua giáp, mua keo, lấy mua máu thôi. À lộn nhầm, có được mua được máu đâu trời. Tức là mua keo, mua được đạn, mua giáp thôi nha. Còn lại là súng mình sẽ không mua và mình sẽ nhặt trong thính nha các bạn ơi. Đây có lưỡi hái nè. Ok, bây giờ thì đi cuột thôi là các bạn ơi. Đây 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 đây. Nào đứng lại để chém bay đầu nào. Ủa, mình lại tìm đứa kia cơ mà, mày đứa này đâu. Nhưng thôi, thấy ai cũng được chém, đứa lại cũng được. Trời ơi. Thì đứa kia chạy đâu nháy nhở. Ủa, ok, à đây có súng nè. À đấy, thì không chỉ nhặt súng trong thính đâu nha, mình sẽ nhặt thêm cả súng ở trong xác nữa cho các bạn ơi. Miễn là có súng là mình nhặt đấy các bạn. Đó, chưa mình không sẽ không mua đâu nha các bạn ơi. Coi như đây là video thử thách không mua súng đi. Đó, ok luôn. Nhặt súng trong thính và nhặt súng trong hòm xác nha các bạn. Ok luôn. Úi giời ơi, mua keo, mua lựu đạn, mua giáp, mua nấm, mua các kiểu luôn. Còn súng thì sẽ không mua. Đó, cầm lưỡi hái lên kia chém thôi các bạn ơi. Hơi khó nhở. Ở đâu đồ còn bảo là dễ, ở đâu hay hơi toang đấy các bạn. Hay bây giờ là mình thử lên thính xem có súng không nha các bạn ơi. Hay là đâu hay không có súng trong thính nhở. Mình nghĩ là vậy đấy các bạn. Lừa rồi thề. Ủa ôi, mình chỉ không có súng trong thính thôi à. Không có súng vết là coi như là mình chỉ có mỗi khẩu G18 thôi các bạn. Mà G18 tầm này thì làm được gì đâu. Ui, lấy bên kia các bạn ơi. Từ. Trời ơi, lựa mà nhặt chứ bây giờ mà lao phép ra nhặt là chết đấy các bạn ơi. Đợi thì nó xuống cái đã. Úi dồi ôi, nó đi đằng kia các bạn ơi. Ở trong người mình chỉ có một quả lựu đạn thế này là sao mà ăn được gì nhờ. Thôi, toạc. Lựa đấy thì phải lại gần. Để xem trong thỉnh có gì không nha các bạn ơi. Ôi trời ơi. Vai, có mỗi bình máu này. Chả có gì các bạn ơi, tưởng là thỉnh sẽ có súng chứ. Chắc là rao 3 rồi bắt đầu có đấy các bạn. Úi dồi ôi. Thế là rao này mình không có súng bắn rồi các bạn ơi. Rao này mình vô dụng rồi, trời ơi. Không sao, mọi người đợi mình trả thù ở rau sau nha. Rau 2 là mình hơi toang bởi vì là mình có súng đâu. À không sao, có lựu đạn. Ui vãi, quăng trả chúng kìa. Trời đất ơi. Con lại. Nào, chết không, chết không? Chết không, chắc chắn là chết, không chết. Ui vãi, chết kìa, ớ kìa. Tưởng là không trúng quá là bắn trúng này. Thật đấy. Ôi, từ. Ôi, lựu bắn mình nè. Ui vãi, từ bạn đã chết rồi này. Khoan. Không sao, có cơ nô, yên tâm, thắng bại tại cơ nô mà, lo gì đâu. Đấy, đợi tí. Ôi, ok, còn đứa kia các bạn ơi. Ê, từ, đừng ăn kill, để đó cho anh xử cho. Để đấy, không có gì tí nữa, muốn mua súng anh mua cho súng, này, biết là mình không mua súng cho mình là được. Này, ok luôn, thừa tiền thì mình sẽ mua súng cho team, còn mình sẽ nhặt súng qua địch với cả nhặt súng trong thính các bạn ơi. Đó, nói chung là thử thách này cũng đơn giản thôi à. Úi rồi ôi, lại là map tanh bo đấy các bạn ơi. Và mình sẽ vừa lưỡi hái nhá, lưỡi hái hơi vướng đấy các bạn. Đó, chả cầm lưỡi hái đâu, cầm mỗi súng thôi. Hình như là cảm giác cầm lưỡi hái nó kiểu đi chậm hơn nhở. Mình nghĩ là vậy đấy các bạn ơi. Cảm giác bỏ lưỡi hái ra đi nó kiểu bị cơ động hơn đấy. Đúng đó. Thì từ, hãy bây giờ không nhặt thính đâu. À đuôi, ai nhặt thính cho anh với nhá. Sao bị mang lên đây cho anh nhá. Có súng gì hay là có gì ông thính cho hết đưa cho anh nhá. Ừ. Nam nam. Đây nhá, nhặt được máu đưa máu cho anh nhá. Nhặt được súng trong thính đưa súng cho anh này. Nói chung là có gì trong thính đưa cho anh nhá. Đừng ai giữ gì rồi nhá. Lên đầu tao ngồi nè. Đó. Phải sao kế hết nha. Nhặt gì phải sao kế hết đó. Đừng có giấu gì nhá. Úi dồi ôi. À quên. Trong thính còn có vàng nữa cơ mà, là sao mà đưa được vàng, trời ơi. Nói đuổi thôi, có chút là có súng đi hay có máu thì ghét cho anh nha. Đó. Không biết là ai có súng gì đây, không biết là ba có súng gì đây. À đây là đâu 2 chứ nhầm. À không, đây là đâu 3 mà, đâu 2 đâu mà đâu 2. Ừ đây là đâu 3 mà. Cái thằng này mày ngấu đá. À có ai đúc mà, đúng rồi. Nghĩ là có ai đúc đấy, đúng rồi. Đưa anh ấy đúc đây, chắc chắn là cái thính là có ai đúc rồi đấy. Đúng rồi, ok anh cảm ơn nha, UMB của em mà trời. Trong thính là chỉ có UMB bao giờ đâu, lừa đảo vừa thôi. Ấy đúc bạn không sợ đâu. Ui mạnh vai, ấy đúc là xuyên ra với các bạn ơi. Thế là bạn đau vãi trời ơi. Nói chung là ủa bạn kia đưa, à phải nhầm, mình từ bạn kia đưa cho mình màu tiểu liên chứ. Alo, quay gì vậy? Trời ơi lú ấy nhở, đạn tiểu liên chứ. Trời ơi, trong đầu cứ bị ảo cái máu siêu cấp với các bạn ơi. Thế là cứ nói về máu thôi à, trời ơi. Tức là mình tưởng bạn kia đưa mình cái đạn tiểu liên, hóa ra là đạn tiểu liên của khẩu Uzi Mini. Mình nhầm. Miệng nào rồi? Tưởng Cono mà thoát à? Úi giời ôi trời ơi. Nào đỡ làm sao được.
là còn một cái bạn này nữa thôi. Nào, chạy ra đây, ui rồi vãi không trúng này. Ui rồi, trời ơi, từ chưa kịp bán là mình đã đổi xuống ấy. Này này, chết chưa, tưởng kem mà đỡ được bạn đạn của mình à, không đỡ được đâu, đặt còn sai thế là sao mà đỡ được. Với cả hiện tại là mình cũng hơi buồn ngủ các bạn ơi, ừ, mình làm video hơi muộn, thành ra là đang buồn ngủ kiểu gì ấy. Thế nên là có nhiều lúc nói nhầm như vừa nãy đấy các bạn ơi, trời ơi. Vừa buồn ngủ vừa chơi game đấy các bạn, trời. Vừa ngủ vừa leo rank luôn. Đó, thế này rất là gắt luôn các bạn ơi. Lại còn là thử thách, rất là khó luôn các bạn. Vừa vác cái quả boss lại. Đỡ làm sao được nhờ. Sao mà đỡ được. Không sao, mình sẽ xuống đây tanh bo nha các bạn ơi. Hy vọng là để nó không thấy mình bên dưới này. Ok luôn, mình sẽ đứng đây tanh bo nha. Trời ơi, bo đi ăn vãi. Ui vãi, cái gì đây. Ui ôi, bạn đó bị chết kìa. Trời ơi, tự nhiên ra tự tử làm gì vậy trời. Vãi, cái bạn bên trên kia ra tự tử các bạn ơi. À, nóc sửa này các bạn. Tuyệt vời, trời ơi. Ôi rồi, mày xong rồi. Ui, nói chung là cái trận này mình bị kiểu như là lợi ấy, nhở. Ờ, chẳng cần làm gì nữa đấy các bạn ơi. Khá là thuận tiện luôn đấy các bạn, chỉ cần tanh bo thôi ấy. Ok luôn. Cho anh máu đi, cho anh máu đi, đừng có giấu máu nào. Đưa hết máu đây xem nào. Vậy, mình xin có phải mình đòi đâu mà mình quét người ta như thế nhở. Không, anh chiêu chứ. Thật ra là cảm ơn các bạn đã cho anh máu nha. Ok luôn. Thì vậy là trong cuộc đời của mình ấy, thế là nói chuyện với nhau khá là dễ tính thôi à. Không có kiểu khó chịu gay gắt gì đâu. Thực ra là mình nói chiêu thôi chứ. Mình phải xin các bạn đó máu mà các bạn đó. Trời ơi, các bạn đó là người giúp mình thanh bo mà. Đó, ok luôn. Thì bây giờ là mình sẽ lên trên nóc nha. Và tính là mình sẽ nhờ mấy bạn kia nhặt cho mình nhá. Đó, ưu tiên lên nóc phải đã. Mấy bạn kia sẽ leo sau theo nha. Leo theo sau nha. Tao lấy mày. Trời ơi. Ngôn từ mất kiểm soát. Trời, kiểu muốn ngủ kiểu gì ấy. Ừ. Không sao, kể cả buồn ngủ là mình vẫn sẽ cố làm video cho các bạn xem nhá. Với cả là mình cố làm xong để mình còn đi ngủ. Bởi vì là mai mình còn đi học với các bạn ơi. Đó, thành ra là phải làm thật là nhanh. À, phải làm cho xong video để còn đi ngủ. Trời ơi, với cả là mình cũng kiểu đi học hè lại với các bạn ơi. Thế nên là mình còn ít thời gian làm video với các bạn. Thành ra là các bạn đừng quên cho mình xin một like để kênh và đừng quên vào chuông đăng ký để nhận thông báo video nha. Để mình có được làm nhiều video hay hơn nha các bạn ơi. Đó, các bạn cho mình xin một like nha. Thật là nhiều like nha các bạn. Đó. Mỗi lượt like các bạn là nguồn động lực giúp mình làm nhiều video hay hơn được các bạn ơi. Với cả là đừng để xem chùa rồi nha. Phải like. Ừ, nói chung là xoay quanh vấn đề like. Ừ. Like và đăng ký nữa nhá. Đừng có phải, không phải mỗi like đâu nha. Đó, mình nhắc nhẹ vậy thôi nha. Ôi được rồi, biết rồi. Ok luôn. Với cả là các bạn có thử thách gì muốn làm trong các video theo, các bạn đừng quên comment cho mình biết nha. Và mình sẽ thực hiện nó và mình sẽ cho comment các bạn lên TV nha các bạn ơi. Đó. Ok luôn. Vì tại là mình đang có 3 bình máu siêu cấp với các bạn ơi. Và tỷ lệ mình sẽ tanh bo vào siêu cấp nhá. Úi dồi ôi, máu thường thừa khá là nhiều luôn. Còn máu siêu cấp là mình đang có 3 bình các bạn. Trời ơi, tầm này mình quá là mạnh rồi ấy. Và bây giờ thử lên đây xem thế nào. Ô kìa, ai ở dưới. Khôi, đừng bắn hết kill thế chứ. Đang muốn tanh bo cân 4 mà tự nhiên ai hết kill thế nhở. Ui, nhiều lúc kiểu đồng đội mình bắn 2 bất chợt lắm nhá. Nhiều lúc không cần bắn 2 đâu, tự nhiên bắn 2 các bạn. Mà nhiều lúc cần bắn 2 chẳng bắn 2 đâu. Trời ơi, cái lúc như thế này là chắc là mình sẽ thắng 100% rồi. Thế là đừng có bắn hết tim địch như thế chứ. Tanh bo bất căng thẳng ấy. Không sao, nói chung là còn 2 người cũng được. Ờ, hy vọng là kiểu căng thẳng một xíu. Mình sợ là kiểu chạy bo bắt đầu chết thôi à. Mình mong là nó kiểu mang nhiều kỹ năng tanh bo một xíu để còn solo tanh bo mình ấy. Mình thích gặp đối thủ mạnh cơ, không thích gặp đối thủ kiểu bình thường đâu. Đồ, ok, mình đang có 3 hình hoạt siêu cấp và mình sẽ chuẩn bị tanh bo nha các bạn. Ôi rồi ôi, danh thách đấu từ chiến quá là đơn giản luôn ấy. Mình chuẩn bị thắng 4-0 đấy các bạn ơi. Úi giời ơi, ok luôn, tanh bo với màu siêu cấp thôi nào. Màu siêu cấp cuốn mưa một xíu chả sao đâu, bởi vì là quá là hồi nhiều mà. Đó, trời ơi, ui, bạn kia mặc đồ giống mình nhở. À, đồ khác cái dép. Khác cái dép tưởng giống chứ. Nói chung là như sinh đôi vậy, nhìn cứ tưởng là anh em sinh đôi thôi. Ok luôn. Và mình đã giành thắng với thử thách của bạn có tên là Hải Lửa Chùa đấy các bạn ơi. Thử thách chỉ nhặt súng trong kính. Và đúng thật, và mình không mua súng đấy các bạn ơi. Và mình chỉ nhặt súng trong kính. Với cả là bonus thì đó chính là hòm sát đấy các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ dừng video nha. Và nếu đâu mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên một chút đăng ký để nhận thông tin video các bạn. Bây giờ thì hẹn gặp lại các trong hẹn gặp lại các trong các video theo nha. Bye bye mà. Nói lộn nói nhầm hóa.